Trời nha, nói này thì vợ tôi vô bếp cái này cơ, khi nào mà chạy vô nhìn đôi tay là biết chị tôi đang thế nào. Đúng rồi, đây không nhà biết năm xá gì à, đầu quýt năm xe được chưa, mình thảo gì đó thử. Hả? Thấy cơm dặn chưa? Cơm dặn nghĩ làm sao đó nào đó. Gì? Giờ mua ai? Mà chim đi tí trái giờ. Mình chim gì nữa? À không. Đây. Mình biết ăn là mình phải biết màu. Có màu thì mới có ăn. Nên là món gì vậy? Nhìn cái hẹn con viên mà cái chim con chim cho tự giống với chim. Ủa rồi hàng cá khô ghê. Để vậy hả? Đúng rồi, phải là hói vô sai chi. Rồi là hình cơm chiên cá mặn. Đúng rồi, là cơm chiên cá mặn. Cái mình múc lên cơm cái mình ăn. Hình cơm chiên cá mặn dữ chưa? Đúng rồi, đó cơm chiên cá mặn. Ê, nói chứ anh trời dễ thấy khô không? Để coi hôm nay anh chiên cơm cái gì. Ủa, cơm đâu mà chiên vậy? Đó, cơm chiên chín luôn á. Bị hao mở cơm chín rồi mẹ. Rồi sao để quánh mà là nấu mà. Chiên hả? Nãy cũng chưa điện. Hết cơm, chở là một nồi cơm. Mày đấy cứ bảo là hết cơm. Nãy chiên đủ con. Nè, sống dậy cũng giống được nữa hả? Đúng rồi. Chứ hồi nãy rồi mày. Ăn không phổn. Chứ hồi nãy em kêu anh chiên cơm cho em ăn. Anh có chiên đâu hết thua rồi. Chứ người ta hết thương gọi là người ta bỏ đói nhìn. Quay thành cơm chiên với bánh chiên cá. Để này coi chút chết. Dặm nhiều chưa? Chưa lỡ một cá nữa rồi. Ê, dạ sao dặm đó? Không.